快四十年，在那个细雨霏霏的日子里，我再次忍受分手的惆怅与别离的痛苦。自从我丈夫去世后，是阿山一直照顾着我们母女，陪我度过了难忘的岁月。直到我带着女儿要回中国为母亲办丧事。 分别前，他把唯一的儿子阿福托付给我，带回中国跟我学中医。没想到，这一别竟然成了我一生的隐痛与悔。 医生，我姥姥的情况怎么样了？危险已经过去了，再观察几天以后就可以回家疗养，只是注意不要过分激动。姥姥，心梅就是您常说的要去让您找到那个地方吗？
em muốn mình cưới nhau đã. Chắc chắn mình sẽ cưới nhau mà. Được rồi. Em nghe nói ông nội anh bán nhà rồi phải không? Anh đã bảo ông nội bán nhà này cả để chuyển về Hà Nội. Anh có phải mua nhà chứ em. Đừng bảo ông bán nhà, em chẳng cần gì cả. Chỉ cần... Dân ơi! Dân ơi! Dân! Cậu chết sạc máu trận tối qua rồi. Trả về đây. Dân, tôi biết hai người đang ở trong đó. Cậu ra đây, ra mau. Cái gì đấy? Cậu không biết là tôi đang bận à? Trả tiền đi. Trả tiền đi. Tiền á? Tiền gì? À kìa, Quang, đi đâu ấy? Quang, đợi tôi. Quang, đợi tôi. Có chuyện gì? Nói mau đi. Đại ca vẫn chạy cái xe ghẻ này à? Kiếm được nhiều tiền thế, sao không đổi cái xe mới đi? Mày mới thua độ phải không? Nói ra thì ngại quá. Mày lại vừa thua độ đúng không? Anh nói phải đấy. Như vậy là ngày hôm nay em đã gặp được cứu tinh rồi. Tao đã nói với mày rồi, chuyện khác tao có thể giúp mày, còn chuyện vay tiền, mượn tiền thì quên đi. Anh Trọng, anh Trọng. Anh cho vay tiền đi. Xe của tao đâu? Bắt rồi. Cái gì? Thôi mà anh đừng hỏi nữa, cho em vay tạm 700 đi. Tao không có tiền. Không có tiền thì làm sao lấy xe của anh ra được? Mày nói cái gì? Mày thuê nhà của tao, mượn xe của tao, vượt tốc độ tao phải trả tiền cho mày. Hả? Mày nghĩ mày là ai hả? Tao là cái ngân hàng của mày đấy à? Thôi mà anh đừng nói nữa. Em hứa ngày mai em sẽ trả anh cả tiền nhà lẫn tiền lãi, không thiếu được một xu. Ngày mai, lúc nào ngày mai? Thôi được rồi, tao có một cơ hội cho mày kiếm tiền đấy. Có việc gì làm hả anh? Mày biết nói tiếng Hoa phải không? Ông ơi, ông có điện thoại ạ. Cảm ơn. Alo, tôi Hoa đây à? Sao cơ? Nhưng mà tại sao? Tôi đưa tiền trước rồi cơ mà. Nhưng mà tại sao lại phá? Không được, không thể làm như thế được.
cần bao nhiêu tiền thì đủ. Thôi được, để tôi nghĩ xem có cách nào không. Nhanh, phải nói với họ là chờ tôi tới đó. Nhanh, rất nhanh thôi. Wuxiangtang 是从我爷爷时候起 在越南河内开办的一家中药堂。 为了继承中医家业， 我学习中医。 爷爷还将我的名字取为吴香。 60年代 爷爷去了。 为了吴香堂， 为了给越南人治病， 我留了下。 就在那个雷雨交加的夜晚，阿善闯进了我的生活。阿善为了报答我救了他儿子阿福的命，自愿地留在了吴香堂。 你好，你好，你是谁？我阿敏，翻译，导游，我的 certificate，我不坏啊，很好，你请进吧。 你很漂亮，谢谢，你请坐吧，谢谢，不客气，谢谢，不用谢，谢谢，你坐吧 ，sit down，sit down，OK，OK，OK，may I help you？ Yes，thank you， 你知道一个叫西梅的地方吗？ 地方，什么叫地方？哎，你等一下啊！越南有一个叫西梅的地方吗？西梅上面有吗？西梅？哎，对，西梅。 它有一个小火车站 ，train station。啊，西梅，，train station。 no， 写给你看吧。 Here this。 啊，黑梅。黑梅？不对，越南话。 黑米，黑米，那你能告诉我黑米它在哪儿吗？在什么地方？黑米，small，没有，哎，我开车。对啊。 你可以开车带我去啊！开车，不说，越南，很少我知道黑米。啊，我有办法了。什么办法？我就去打电话朋友。啊，好的。 Alo, Trong vẫn chưa đi? Được rồi. Này, bảo Trọng mai đi muộn một chút. Có người muốn nhờ anh ta chở hàng thêm đấy. Ok. Ok.
Hùa, thằng hiểu, khai chưa? Kemi. Dollar. Dollar? Yes, dollar. 为什么? 怎么会有这个价钱? 这是美元! 坐飞机几个来回都够了! 飞机没有, 汽车有。 好吧, dollar. 所有费用, 保证送到, OK? OK. 给你啊啊，朋友 ，OK， see you tomorrow. No， 我给了你钱，你必须要给我收据啊！收据你懂吗？哦，收据 ，OK。 Tôi đã nói với cậu rồi. Riêng chuyện vay tiền ấy, quên đi. Duyên, chị tìm ông ạ. Ông dậy chưa? Sáng sớm, ông đã ra ngoài rồi chị ạ. Thế em có biết ông đi đâu không? Ông đi Hà Nội. Đi Hà Nội làm gì? Em không biết, hình như đi lần này ông không về nữa. Không về nữa? Cái nhà này bỏ hoang à? Nhà này bán rồi. Bán rồi á? Chị đi về mà. À. Xe tôi không chở đàn bà. Ê, anh Trọng. Em mà nói từ trước rồi, sao bây giờ đưa người tới anh lại bảo không? Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không chở phụ nữ, nhất là người nước ngoài. Nước ngoài gì? Cô là bạn em. Amin, Amin, 你们在说什么呢? À, ok, ok. Thái Nguyễn, Tha Xua, Chén Giả. À, 500美元还嫌少啊? 不是啊，他，我，朋友，不用钱。 Dân, đang nói gì đấy? Cô ấy bảo là anh rất đẹp trai, rất sành điệu ạ. Vớ vẩn. Thằng ta nói gì mà? 啊，他说可以的。谢谢啊，给你添麻烦了。啊，哥们。Hello， 娟啊。Anh Dân， sao anh cứ tránh em? Anh đi đâu vậy? Đâu có. Anh muốn mê một cái còn chẳng kịp. Sao lại phải tránh em? Anh đang có việc quan trọng cần phải làm. Việc gì vậy? Anh đang ở đâu? Anh đang ở nhà ông nội. Đang bàn với ông nội về việc bán nhà. Rồi chúng mình về Hà Nội. Anh nói vớ vẩn. Em đang ở nhà ông. Rốt cuộc thì anh đang ở đâu? Anh Amin. Cậu đi. Anh Trọng. Alo. Go!
gì á? Sao lại là anh? Chuyện của hai vợ chồng em liên quan gì đến anh? Ai với anh Phan là vợ chồng? Nhanh lên, đừng để cho anh ấy chạy mất. Chạy chậm chậm thôi, đừng vượt quá tốc độ. Bật cái nhạc lên đi. Ôi, cái nhạc này cổ quá rồi. Để im đấy. Cái này như mà. Như này như à? Bù hà chì, bù hà chì. Thính hò thính nà. Bù hà chì, bù hà chì. Hò thính. Bù hà chì. Này, thính đi của tôi bà. Ồ. Nữa thì sao? Sợ gì, gặp cảnh sát em nộp phạt cho. Mày làm gì đấy? Sao lại rẽ vào đấy? Dừng ở đây làm gì? Cho cô đi vệ sinh. Ở đây làm gì có nhà vệ sinh? Thì em mới đỗ ở đây để cho cô xuống. Em xuống đây. Sao cô không xuống vệ sinh đi? Nghe nói gì mà? Đi. Như ma ám ấy. Mày giấu tao điều gì đúng không? Không có. Em là người đàng hoàng mà anh. Thôi được. Mày lên nói con bé đi vệ sinh đi. Rồi chúng ta còn phải đi tiếp. Okay. Đi. Okay. Nói đi. Ta chỉ đi ra lại sang sơ sổ. Tôi không đi sơ sổ. Cô nói gì đấy? Cô ấy bảo là anh làm cho cô ấy sợ. Cái gì? Tao có nói gì đâu. Chỉ làm vài động tác. Ôi dồi ôi, làm động tác như thế thì cũng làm cô sợ hết hồn à? Thế thì phải làm sao? Cô ấy tưởng là anh muốn làm cái chuyện đó đó. Thằng khốn nạn. Thôi lên xe. Ấy, ấy. Bây giờ hai người đi trước đi. Em đi có tí việc nhá. Này, thế sao được? Người thì mày đem đến, ngôn ngữ thì không thông, mày bỏ đi thế sao được? Amin, Amin, 你老实说, 你们是不是在搞鬼? 你是什么? 你在骗我? 我没有。 你还说没有? 你收了我的钱, 你就得送我去西梅。 叔叔, 不急。 要去黑米? 我不急。 他去。 不行, 你必须去。 Cô ấy nói cái gì? Cô ta nói là có anh đi được rồi. Bảo cô ấy à? Tao bảo không được à? Ê cô à, à. Này, cô à, cái gì? Cậu lên xe à, cơ. Lên đi à. Ngồi ra ghế sau. Cô lên đi.
xe chi bài phủ. Bài phủ? Susu!
阿明他被人绑架了，被人绑走了。 人都rồi。 绑架，绑架，你懂吗？哎呀！你们搞 AD 都。哎呀，绑架，绑架，绑架，你懂不懂？人呢？你别喊了，他被人绑走了。哎人都跑离走，都空腿溜过地的，过地的。哎，你干什么去啊？你不能走，你不能丢下我不管啊！哎，你说清楚啊！我không hiểu cô nói cái gì cả, tôi cũng không biết Kimi nó nằm ở đâu. 我就上去西门，你一定要带我去。Cô nói gì cũng vậy thôi, tôi không thể đưa cô đi được. 不行，你收了我钱的，你必须得带我去。你，你装什么傻呀？钱你懂吗？钱。Cô có đưa thêm nhiều tiền nữa, tôi cũng không thể đưa cô đi được. Nhìn tặng ra, nhìn biết rồi. Nhìn biết rồi, nhìn khai mấn. Cô phụ lại chẳng ra, chơi tư duyệt, nhìn khai. Nhìn khai khai. Thằng Dân nó lừa tiền của cô rồi. Cô đi mà tìm nó đi. Nhìn xuất sẵn mấy anh nhỉ? Chú Tô Tô. Ai? Thì là cô người Trung Quốc ấy. Tiền và giấy tờ để hết ở trong túi áo. Thế anh đứng đây làm gì? Đi tìm đi. Nói gì không? Thì ai đang nói gì đâu. Em ơi, Tô Tô, lên xe đi. Lên xe đi. 孩子，这么大的太阳，你自己看看，怎么会下雨嘛？哼！你干什么呀你？长刀！骗子！放开我！你放开我！我的包！你干什么呀你？你到底要干什么？你疯了你！你放我下去！
Anh Trọng, có cô gái nào ở trên xe thế kia? Cô ấy người Trung Quốc. Hả? Người Trung Quốc? Sao anh lại đưa người Trung Quốc đến đây? Đó là việc làm dỡ dần của thằng Dân. Cô ấy đến đây rồi, em cứ thu xếp cho cô ấy một chỗ ngủ. Tối nay có thể trời mưa lớn, anh không đi nữa. Chào em. Vào nhà đi. Anh à, cô không hiểu tiếng Việt đâu. Uống nước đi. Cảm ơn. Ngồi chơi. Chị ra ngoài giúp anh Trọng một lát. Cô ấy đi tìm một địa danh tên là Khê My. Thằng Dân cầm tiền của cô ấy, đẩy vào trong xe anh, rồi nó biến đâu mất, để mặc cô ấy lại trong xe, làm cho anh khó xử. Cái cậu Dân này, cái thằng này bây giờ hỏng rồi. Cái kiểu này để có tiền, dám nó bán cả bố nó đi cũng chưa biết chừng. Thôi, được rồi, em đi vào rửa tay đi. Gì ở ngoài kia? Thôi, kệ cô ấy. Ê, người ta là khách, để ngồi ngoài đây sao tiện? Người nước ngoài, em không hiểu đâu. Thank you.
Anh cất tiền đi. Bác trai ở nhà cũng cần đến tiền đấy. Chuyển xong chuyến Hà này, anh sẽ về đón hai mẹ con. Anh sẽ đưa hai mẹ con em đi xa, dựng một căn nhà mới, đỡ phải nghe người ta điều tiếng. Anh Trọng, anh đối với anh Văn như thế, mẹ con em chịu ơn anh suốt đời. Nhưng như thế thì thật không công bằng cho anh. Mẹ con em phiền lụy anh. Anh nghĩ rồi, lần này nếu không cưới em, anh cũng không thể để mẹ con em sống như thế này được. Anh Văn lên thiên chắc cũng vui lắm. Cái kia ở ngoài, em ra xem thế nào. Thôi, để anh đi. Vào đây nguy hiểm lắm, vào đây. Đang dọn giúp cô ấy. Em giúp cô ấy dọn rồi. Chúng ta dọn cái này vào từ đấy. Anh Trọng, có chuyện gì thế? Anh Trọng! Có phải cô làm việc này không? Có phải cô làm việc này không? Tại sao? Tại sao cô làm như vậy? Tại sao cô ngu xuẩn như thế? Anh Trọng, anh làm gì thế? Rồi ạ. Sau này tôi xui xẻo thế này. Vào nhà xem cô ấy thế nào.
Trọng, anh Trọng, cô ấy bỏ đi mất rồi. Cô để lại tiền à? Vâng, anh làm cho cô ấy sợ. Anh cũng nắng, nhưng mà cô ấy không nên bỏ đi như thế này. Không, mình phải đi tìm cô ấy. Tìm được cô ấy rồi sẽ đưa cô ấy đi Khê Mỹ. Anh chưa đi Khê Mỹ bao giờ, không biết nó ở đâu. Không sao, việc đã hứa, có mấy cũng phải làm. Đây chỉ có tây đường, chắc cô ấy đi tây đường. I'm sorry, chị, chờ lì chị, nì ta tên loa kì hùa, hùa, bù xì lờ, à, phang xì lờ. Nì phiền wò, nì thông yi kháy sử phiền wò. Mấy yếu, mấy yếu. Nì hài sô mấy yếu, bố wòn nì. 你把钱给阿仲了吗？ 你知道西梅在哪儿吗？ 就算是从老街到西贡， 也用不着500美元。 500美元？ 亏了， 亏下， 亏下。 你以为我是为了讨价还价才来找你的吗？ 才给你打的电话？ 你错了， 我根本就不在乎钱， 我在乎的是一个人的诚实， 我容忍不了骗， 你懂吗？ You know？ 我不懂。 当然不会懂，因为你根本就不够诚实。嘿，叔叔，对不起，我不需要翻译。嗯，我们没有，我们去找七妹，不借钱。不用了，我自己可以找。 Mà đã vội đi rồi. Bù, cái này là tôi trả cho các bạn. Là tôi sai. Tối hôm qua mưa to, rồi là tôi đã cắt sợi dây cáp. Toàn bộ. Cô Được rồi, chị với anh sẽ đưa em đi. Em có biết Khê My ở đâu không?
你是说西梅吗? 它是一个火车站, train, 你懂吗? Train, train. 黑妹搞个谁? 对呀, 就是西梅。 哎呀, 呜, 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 火车站, 塞了, 塞了。 biết rồi, chúng ta đi nào. Susu! Susu! Bố ơi! Về trọng về đi hả con? Bố ạ, vào đây. Cháu chào bác ạ. Chào ông đi con. Con chào ông ạ. Đây là Thanh và bé Tiếu mà con đã nói với bố đấy. Chào cháu. Cô ấy tên là Tô Tô, là người Trung Quốc. Người Trung Quốc à? Cô về đây có việc gì? Cô ấy tìm một chỗ tên là Khê Mi. Khê Mi? Tại sao cô biết Khê Mi? Con cũng không biết nữa. Cô ấy bảo Khê Mi có xe lửa. Bố đã từng làm trong ngành đường sắt. Bố có biết nó ở chỗ nào không ạ? Xin chào. Nhi chỉnh mơ chiếc tao gì mấy? Lão bố, Nhi thầm mê hồi Trung Quốc hả? Bố chế thịa lúc sân ban tơ xí ô. Chuy Trung Quốc y nán. Mông chị. Mông chị. Ồ chứ tao. Ồ chứ tao khuôn mình trang đa đà. Su su. Chơi chư sư. Xin mấy khổ chơi chàng. Được rồi, anh biết rồi mà. Đấy là lỗi của anh, đừng giận anh nữa. Em xuống Hà Nội đi. Đúng rồi, anh đang ở ga có việc phải đi gấp. Đúng rồi, nhớ nhá, sáng mai hẹn gặp nhau cầu Thế Húc nhá. Nhớ em nhá. Xuân Jie ma, tôi là Su Su. Lão Lão, hiện tại tình huống thế nào rồi? Cái gì? Thật à? Tôi cần nhanh cho Lão Lão gọi điện thoại. Lão Lão, Su Su điện thoại. Su Su, tìm được rồi mà. Lão Lão, tôi tìm được rồi. Tôi tìm được Xi Mei rồi. Đúng, tôi hiện tại đang ở Xi Mei xe buýt. Xi Mei, Xi Mei, tôi là A Phu. A Phu là một đứa trẻ hiền lành, đôi mắt u buồn của anh ấy 让我特别的爱恋，好像总在预示着有什么不安的事要发生。这个转生是你的什么人？听姥姥说，是他在越南的恋人。你姥姥？ 来过越南。对啊，从姥姥的爷爷开始就已经在越南开中药堂了。姑娘收拾好东西，明天我带你去找阮文山。啊，老伯，你认识阮文山？
hình như Toto bị mất một món đồ. Anh có thấy nó ở đâu không? Nhưng nó là cái gì? Em không hiểu, nhưng có vẻ là rất quan trọng. Lão Vũ, Lão Vũ, một cái 东西找不到了. 什么东西? 帮我拿一下. 槟榔盒是阿山给姥姥的信物. Nguyễn Văn Sơn, Du the Wider Front. Ai là Nguyễn Văn Sơn? Anh cũng không biết. Nó là của cô gái Trung Quốc đánh rơi. Chắc là cô ấy cũng lo lắm. Anh nghĩ thế à? Ừ. Anh sợ em ghen à? Thế thì anh mới biết là anh luôn nhớ đến em như thế nào. Anh này, ngay cả nói yêu em anh cũng không nỡ nói ra. Đúng là cái đồ kỳ bò. Thôi nào mà. Nhưng Hà Nội rộng thế này, biết tìm cô ấy ở đâu đây? Mình sẽ tìm tới địa chỉ này. Đây là tên của một phố Hà Nội xưa. Anh sẽ gọi 1080 để hỏi nhé. Ừ. Thế mình đi thôi anh. Ừ, đi. Lão Bố, không phải 搞错了吧? Alo, Su Su đã điện thoại. Bà cho con hỏi đây có phải nhà ông Nguyễn Văn Sơn không ạ? Sơn nào? Dạ, ông thầy lang chữa bệnh nhé. À, ông chuyển đi từ lâu rồi. Dạ, bây giờ ông chuyển đâu ạ? Úi chào, ai mà biết được. Dạ, con cảm ơn bà. Nǐ jī sī? 姥姥说，如果找不到了，就让我把这些东西留在这儿，做个纪念。为什么？因为姥姥就是在这儿，把阿山的儿子阿福弄丢了。怎么丢的？轰炸。 把他弄丢了。
老劳斯从丢了阿福以后，就再也没有机会回过越南。他怕阿山亲生不受这种打击，他还给他写了很多封信，想告诉他关于儿子的事儿，让他来信没找，可信都被退回来了。快40年了，这件事儿一直像一块石头。 压在姥姥的心上，我本来想帮他完成这个心愿，看来是不行了。留着吧，也许还有希望。可是我得回国呀。如果你是多给我把这些东西，都留给我，我已经退休了。 Sao lại làm gì đây đấy ạ? Dạ. Thế hai cháu đến đây làm gì? Dạ, cháu đến đây để tìm một người ạ. Tìm ai? Dạ, tìm người chủ của chiếc xà tích này ạ. Dân, đi tìm một gái Trung Quốc về đây. Dạ, cô ấy đang tìm một người có tên là Nguyễn Văn Sơn ạ. Nguyễn Văn Sơn á? Ông biết ông ấy ạ? Ông chính là Nguyễn Văn Sơn. Ông á? Ừ, mau đi tìm cô gái Trung Quốc là về đây. Sao cháu lại không biết ông là Nguyễn Văn Sơn nhỉ? Mà sao lại có cái nhà to như thế này ạ? Đừng hỏi gì nữa, mong ông đi tìm đi. Nếu cô gái đó không về đây kịp, không có cách gì giữ nổi ngôi nhà này đâu. Dùng dot nâng ai ơi khá nói gì lấy ăn ấy đi tô tô sẽ quay lại thăm gì lão bố xin nhìn cao số thà chỉ có sổ chi lý trong nó sẽ Việt Nam khá xong để thà nhờ A Trung kinh trang để thà đả điện thoại. Cô ấy tặng cháu chiếc điện thoại di động để cháu tiện liên lạc với cháu. Trong đó có sim gì đấy? Thanh! Siêu Su! Anh Châu! Cháu! Chiếc tàu đến rồi, nhanh lên!
Susu. Anh Trọng à? Sao lại là anh? Tôi đâu rồi ạ? Đứng lên. Thôi anh ơi. Xuống đây. Thôi. Anh ơi. Anh ơi. Đứng đây. Anh Trọng, anh làm gì thế? Hôm nay anh phải dạy cho nó bài học. Anh Trọng. Ơi. Có phải mày lấy cắp đồ của cô ấy không? Anh Trọng, anh nghe em nói đã. Anh Trọng. Đây cũng là đồ của ông nội em cơ mà. Đừng đánh Trọng. Anh nghe em nói. Anh Trọng, anh nghe em nói. Anh đã tìm thấy ông Nguyễn Văn Sơn rồi. Anh đã tìm thấy Nguyễn Văn Sơn rồi. Ông cháu có đúng là Nguyễn Văn Sơn không? Dạ đúng rồi ạ. Đấy là tên trước đây của ông cháu ạ. Ồ thế à. Anh Trọng, mình đi mau lên. Nhất định phải đuổi kịp Toto mới được. Quay. Đi đi, nhanh lên xe đi em. Nào, lái xe. Rồi, xin chào, anh ấy ở đâu? Ở Hanoi. Vậy anh ở đâu tìm được anh ấy? Anh ấy là bố của tôi. Máy bay. Nếu không đến đó kịp thì căn nhà đó sẽ bị dỡ bỏ. Căn nhà nào? Nhà của Toto. Trọng, đi chậm lại con. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ anh? Nó vừa đâm gãy áo chắn. S.O.S.
Ông ơi, đây chính là cô gái người Trung Quốc ạ. À, ta chỉ xin đi ra trả chi sinh. Nhi chính là Văn Sơn Tiên Sinh. Cô nương, nữ sĩ. Tôi tên Su Su. Đây là lão lão, yêu tôi giao cho ngươi đồ. Nhưng có một thứ tôi không đ丢 rồi. Chắc chưa, không đ丢. Chính là cái này. Sao lại ở đây? Ngài. Ồ, Sơn. Ta. Ah Shan, bố. 我找你找了好辛苦。姥姥病了，可她一直还惦着你。武生啊，终于等到了。爷爷，姥姥也在等你。阿明，这里有上视频的地方吗？只有八分之有一刻。走，快去，爷爷。 Vương, tôi cứ nghĩ sẽ không còn gặp bà nữa. Ai dẫn tôi? Anh Sơn, anh ấy đi rồi. Cái gì? Ông nói cái gì? Trước khi đi, ông có nhờ tôi chuyển cho bà một câu. Câu gì? Cô Hương à, đây là bộ xà tích. Ở chỗ anh Sơn còn một vật. Ông ấy đưa cho tôi, bảo nhất định bà sẽ quay trở lại. Ông ấy chờ bà bên kia. Tôi đã viết rất nhiều thư cầu xin cho anh ấy quan tâm tôi, nhưng thư cầu đã bị đổi trở lại. Coi cháu như Phúc, đứa trẻ bị lạc ngày xưa. Phúc, nó đã ở đâu? Vâng ạ, cháu chính là đứa bé bị lạc ở nhà ga năm đó. Công họ là tên tình đã những câu rút lệ tên nào. Bà
Mà chị không cần biết nó có phải là cháu Phúc hay không. Dù Phúc ở đâu đi chăng nữa, tôi tin chắc rằng nó sống rất tốt, bởi vì chẳng có ai vứt bỏ con của chúng ta cả. Cảm ơn ông tổ quả. Ông khoáng luồng quả khống. Con trước khi anh Sơn đi, có dặn lại tôi cả nửa đời sau này tôi sống cũng là để chăm lo vô hương đường của chúng ta. Nếu Tô không đến kịp, chút nữa là không giữ được rồi. Susu, ngươi tại đâu? Lão, tôi ở đây. Nhanh đưa họ đến Wuxiangtang. Được, tôi biết rồi. ，孙姐吗？快让姥姥接电话。姥姥吗？我现在就在吴香堂。素素，告诉华伯，按我说的做。好，着装。 天地抓药。 当归两钱。 6钱，麦冬8钱，半夏9钱，黄连3钱，最后一味药，你们抬头往上看，你们看到了吗？ 可都是中医的义理啊，没有药。当中的那位，仁义，，去往下拉。
乌香堂千金秘方本来就是越南的，就让它永远的留在越南吧。阿山说的对呀，我会回来的。人总是要回归的。Thank you.